điện số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 15 giờ ngày 19 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bắc Giang đã nhận định ổ dịch công ty Hosiden Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên hết sức cấp bách và nguy hiểm. Các mẫu xét nghiệm COVID-19 của công nhân, người lao động ở doanh nghiệp này có tỷ lệ dương tính rất cao và yêu cầu các huyện, thành phố cần phải tích cực khẩn trương rà soát, xét nghiệm cho công nhân của công ty Hosiden Việt Nam. Ngành y tế sẽ xét nghiệm lần thứ hai toàn bộ khoảng 4.500 công nhân ở Hosiden Việt Nam và cả người nhà của họ, truy vết kỹ, không để sót F1, F2. Hiện Bắc Giang đã nâng công suất xét nghiệm bằng phương pháp PCR lên đến 7.000 mẫu đơn, 35.000 mẫu gộp một ngày. Liên quan đến ca mắc COVID-19 mới là một nam học sinh trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội ở tòa nhà Centerbone được công bố vào ngày hôm qua. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân Hà Nội đã xác định được 59 trường hợp có liên quan, phần lớn là các bạn học cùng và thầy cô giáo trợ giảng. Trung tâm Y tế quận cũng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan tại câu lạc bộ toán học ở 82 Nguyễn Tuân, đồng thời xử lý môi trường tại khu vực này. Quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại tầng 8 tòa nhà Centerbone 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để phòng chống dịch COVID-19. Tầng nhà của bệnh nhân đang sống đến 21 giờ ngày 26 tháng 5 tới đây. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phê duyệt việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 để quy động các nguồn tài trợ và đóng góp bên cạnh ngân sách nhà nước. Với việc dự kiến mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ước tính cần khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó 21.000 tỷ là phí vaccine, còn lại là vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng. Để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng. Tài xế, nhân viên và khách đi xe buýt, xe ôm, xe taxi tại Thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế hàng ngày, tuân thủ biện pháp 5K. Đây là yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Thông báo này đã được gửi đến các bến xe, các doanh nghiệp vận tải cùng chính quyền các địa phương. Việc khai báo y tế được áp dụng dưới hình thức online hoặc giấy, đảm bảo thông tin họ tên, điện thoại, biển số xe, thời gian di chuyển, thông tin dịch tễ. Riêng loại hình xe chạy hợp đồng điện tử phải lưu trên phần mềm thông tin phương tiện lái xe, hành khách, lộ trình di chuyển. Các đơn vị hoạt động vận tải hành khách đường bộ cần phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa. Mới đây, thì hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ cho biết họ đang có kế hoạch sản xuất 6 tỷ liều vaccine COVID-19 trong vòng 18 tháng tới. Hiện Pfizer đã sản xuất được 1 tỷ liều vaccine và theo kế hoạch, công ty này sẽ sản xuất tổng cộng là 3 tỷ liều vaccine trong năm nay. Điều đó cũng có nghĩa Pfizer sẽ sản xuất 4 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 vào năm sau. Đây là một thông tin hết sức tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometer, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 165 triệu ca mắc và hơn 3,4 triệu ca tử vong do COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới Liên Hợp Quốc cho biết là hiện nay số ca mắc COVID-19 trên khắp ở châu Mỹ đã giảm và giúp giảm tải áp lực lên hệ thống y tế. Nhưng các nước thuộc khu vực Mỹ Latin và Caribe cần phải khẩn cấp có thêm vaccine. Theo tổ chức trên cho biết, trong tuần trước, châu Mỹ báo cáo hơn 1,2 triệu ca nhiễm mới và khoảng 31.000 người tử vong vì COVID-19. Tuy vậy, 3 trong số 5 quốc gia trên thế giới có số ca nhiễm mới cao nhất là ở châu Mỹ. Hơn 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng trên toàn châu lục, nhưng hầu hết là ở Mỹ. Thực tế, mới chỉ có khoảng 3% người Mỹ Latin đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 và vẫn còn một chặng đường dài để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được bảo vệ khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho đến hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch COVID-19. Việc triển khai vaccine ở Bangkok sẽ chủ yếu dựa vào các bệnh viện và 25 trung tâm tiêm chủng khác. Chính phủ Thái Lan cũng đã khẳng định họ có đủ lượng vaccine để có thể tiến hành chiến dịch tiêm chủng của mình. Hiện tại, xứ sở Chùa Vàng vẫn đang vật lộn với làn sóng COVID-19 mới và cho đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 110.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó đỉnh điểm có ngày có tới gần 10.000 ca nhiễm. Ấn Độ vào ngày 19 tháng 5 ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu mùa dịch đến nay với 4.529 ca. Tổng số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ hiện đã lên gần 284.000 ca. Đây là mức cao thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Brazil. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục ở mức cao, Ấn Độ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh và oxy y tế để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Một điều đáng buồn nữa là đã có ít nhất 269 bác sĩ tử vong kể từ khi làn sóng COVID-19 thứ 2 tấn công Ấn Độ.
Số ca COVID-19 mới tiếp tục tăng trên 200 trường hợp trong ngày 19 tháng 5 đã khiến Đài Loan, Trung Quốc buộc phải nâng mức cảnh báo chống dịch lên cấp 3 toàn đảo. Theo đó, các quy định phòng dịch sẽ được siết chặt hơn như là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tại các cơ sở kinh doanh và nơi công cộng, dừng các hoạt động tụ tập trong nhà có quy mô trên 5 người và các hoạt động ngoài trời trên 10 người. Tính đến nay, Đài Loan đã có hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19. Số ca bệnh đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn một tuần. Theo kết quả giải trình tự gen, chuyên gia Đài Loan cho biết đợt dịch lần này bùng phát là do các ca bệnh nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh B.1.1.7. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại với các bản tin tiếp theo trong ngày.